Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình tiếp tục chia sẻ cho anh em những cái phương pháp hay nhất về bộ môn tennis nha anh em. Lại là một ngày nữa anh em ta cùng nhau trải nghiệm với siêu phẩm eWin. Thì những anh em nào mà chưa trải nghiệm được cái siêu phẩm này thì anh em hãy nhanh tay nhấp vô phần mô tả, phần bình luận. Mình có để đầy đủ thông tin chi tiết để cho anh em cùng nhau khám phá và trải nghiệm với cái siêu phẩm eWin này nha anh em. Ok, còn lại bây giờ anh em ta sẽ tiếp tục vào để mà trải nghiệm với cái bộ môn tennis này nha. Hiện tại đang gặp về một cái chuỗi cầu 1-1 anh em ơi. Nhưng mà vừa rồi thì mình vào thì nó cũng đã hết thời gian rồi. Đó, vừa rồi thì đỉnh nhá nhẹ về lại được một cái nhịp tài. Nhưng mà không ngờ là cầu nó bẻ sớm quá anh em ơi. Thì sau khi mà nó đã về lại được cầu tài một lần nữa rồi thì bây giờ là mình sẽ theo nhẹ lại cái tay này đi về gọi là cầu xỉu, để mà hy vọng là có khả năng là cái nhịp cầu này nó sẽ đi về một cái nhịp cầu bệt nha anh em. Hiện tại anh em có thể thấy được rất là đông anh em thì đang chen đi về gọi là cầu tài rồi, còn mình thì mình vẫn sẽ theo nhẹ cái tay này đi về gọi là cầu xỉu thôi anh em. Đó anh em thấy chưa, rất là đơn giản, cầu thì cũng đã đi về gọi là cầu xỉu ở đây. Thì sau khi mà nó đi về gọi là cầu xỉu thì nó đang đi theo một cái dạng cầu 111 như vậy rồi, thì cái thời điểm này là sẽ là một cái thời điểm để mà anh em ta bẻ cầu gọi là chuẩn rồi nha. Đó là mình quyết định là mình bẻ về cái nhịp cầu đi về gọi là cầu xỉu để mà theo cái nhịp cầu đi về và cầu xỉu luôn anh em ơi. Tay này thì nó lại đi về gọi là cầu tài căng nha anh em. Thì sau khi mà nó vẫn tiếp tục mà đi về gọi là cầu tài thì mình nghĩ là thời điểm này có khả năng là nó sẽ còn một cái nhịp đi về gọi là cầu xỉu lại, sau đó nó mới đảo cầu. Thì nếu mà tính ra là một cái nhịp cầu 1-1 như vậy là đi rất là dài rồi nha anh em, nên là mình quyết định là mình rất lại về cầu xỉu. Đấy, theo cái nhịp cầu đi về gọi là cầu xỉu lại nè anh em. Ok, cầu đã đi về gọi là cầu xỉu ở đây nha. Anh em thấy chưa? Nếu như mà vừa rồi mà anh em ta đã bẻ để ý định là bẻ về gọi là cầu xỉu thì chắc chắn là ý định là bẻ về gọi là cầu tài thì chắc chắn làm sao mà có được cái nhịp cầu vừa rồi nó thực sự ngon là như vậy, đúng không? Là bây giờ là mình sẽ quyết định là mình theo cái nhịp cầu đi về gọi là cầu xỉu lại. Đó. Để xem thử là cái nhịp cầu nó có khả năng nó đi bệt về lại cầu xỉu là không nha. Ok, cầu này thì không đi về gọi là cầu xỉu lại nhưng mà nó vẫn là một cái nhịp cầu tài anh em ơi. Anh em có thể xem được cái nhịp cầu 1-1 này. 2 4 6 8 10 11 nhịp cầu rồi anh em ơi. Thời điểm này mà không đảo cầu là thời điểm nào nữa anh em? Để tôi nói anh em nghe nha, cái giới hạn của một cái nhịp cầu 1-1 ấy, nó đi thường thường sẽ tầm ở loanh quanh là tầm khoảng 10 nhịp là phải gọi là quá là dài rồi anh em ơi. Nhưng mà ở đây anh em có thể thấy được là đi tới tận 13 nhịp rồi. Đó anh em thấy chưa? Biết ngay thế nào nó cũng sẽ bẻ cầu thôi anh em. Tại vì nó đã tới một cái ngưỡng đó như vậy rồi là nó đã là đạt gọi được cái giới hạn rồi. Nên thành ra là để mà nó còn một cái xác suất mà nó đi về gọi là cầu bệt nữa thì mình nghĩ là không có khả năng. Đó là quyết định là vừa rồi là mới theo cái tay này vừa rồi đi về gọi là cầu xỉu là vậy nha anh em. Đó là bây giờ quyết định thêm một lần nữa tay này đi về gọi là cầu xỉu để thử xem là có khả năng là còn đi về gọi là cầu xỉu, đi về gọi là cầu bệt được hay không nha. Ok, cầu này đã đi về gọi là cầu xỉu lại rồi đây nha anh em. Thì sau khi mà nó đã đi về gọi là cầu xỉu như anh em hiện tại anh em thấy là đi về gọi là cầu 21 như vậy rồi thì anh em ta sẽ bắt lại về gọi là cầu 22. Thì bây giờ anh em ta tập trung nhẹ cái tay này đi về gọi là cầu xỉu một lần nữa để bắt lại về gọi là cầu 22 nha anh em. Ok. Hy vọng là cái nhịp cầu này nó có khả năng nó còn đi về gọi là cầu xỉu nào. Một lần nữa thì anh em ta đã theo thành công được một cái nhịp cầu này đi về gọi là cầu 22 nha anh em. Sau khi mà cầu đi về gọi là cầu 22 thì bây giờ mình quyết định là mình bắt lại về cầu 23, mình theo cái nhịp cầu này đi về gọi là cầu xỉu để mà theo về gọi là cầu 23 đây anh em. Để xem là có khả năng là còn đi về gọi là cầu xỉu hay là không. Ok, cầu đã đi về gọi là cầu 23 được rồi đây nha anh em. Sau khi mà đã đi về gọi là cầu 23 thì anh em ta sẽ quyết định là anh em ta bắt lại về cầu 24 hoặc là cầu 25. Thì cầu 24 thì nó cũng sẽ dễ xuất hiện hơn so với những cái nhịp cầu còn lại, nên là bây giờ anh em ta quyết định anh em ta bắt lại về gọi là cầu 24. Đó là mình vẫn sẽ theo nhẹ cái tay này đi về gọi là cầu xỉu để mà theo về gọi là cầu 24 nha anh em, hoặc là cầu 25. Nên là bây giờ mình vẫn sẽ theo về gọi là cầu xỉu thì đã thành công theo về lại được cầu 24 rồi đây anh em ơi. Thì sau khi mà nó đã về lại được cầu 24 rồi thì anh em ta sẽ quyết định là anh em ta bắt lại về gọi là cầu 25 thêm một lần nữa, tập trung cái nhịp cầu này đi về gọi là cầu xỉu để bắt lại về cầu 25 nha anh em.
Cầu 2 năm thì vẫn là một trong những cái nhịp cầu để mà mình đánh giá là nó có một tỷ lệ nó đi về gọi là cầu bệt cực kỳ ngon. Đó là quyết định là vẫn sẽ theo về gọi là cầu xỉu để mà theo về gọi là cầu 2 năm đây anh em. Ok, cầu 2 năm thì đã xuất hiện lại rồi đây nha. Đó anh em thấy chưa? Thì sau một cái chu kỳ mà nó đi về gọi là cầu 1-1 thì đến bây giờ nó đã có được một cái giai đoạn mà nó đi bệt về lại cầu xỉu được thì rất là ngon nha anh em. Nên là quyết định bây giờ là mình sẽ theo thêm một lần nữa tay này đi về gọi là cầu xỉu nè. Để thử xem là có khả năng là còn đi về gọi là cầu xỉu hay là không. Nên là mình vẫn sẽ quyết định là theo cái tay này đi bệt về lại cầu xỉu một lần nữa. Tay này thì nó đã đi về gọi là cầu tài. Nếu như mà trong cái trường hợp này nó đã đi về gọi là cầu tài, đi về 15 điểm về lại cầu tài rồi thì anh em ta sẽ tiếp nối cái nhịp cầu này đi về gọi là cầu xỉu. 2, 4, 5 rồi anh em ơi. 2, 4, 5. Cầu đang là cầu 51 thì anh em có thể bắt lại về cầu 513. Nên là bây giờ mình sẽ tập trung về lại cầu xỉu để bắt lại về cầu 513 nha anh em. Cầu thì đang đi về gọi là cầu 511 rồi anh em ơi. Sau khi mà đi về gọi là cầu 511, anh em ta sẽ tiếp nối về lại cầu xỉu để bắt lại về gọi là cầu 512 hoặc là cầu 513. Nên là bây giờ vẫn sẽ tập trung về lại cầu xỉu để bắt lại về cầu 512 hoặc là cầu 513 đây anh em. Tay này thì nó lại tiếp nối là một cái nhịp đi về gọi là cầu tài. Thì sau khi mà nó đã đi về gọi là cầu tài như anh em hiện tại anh em thấy đấy, thì có khả năng là cái nhịp cầu này nó sẽ rơi vào một cái nhịp cầu 1-1 anh em ơi. Đấy, nên là bây giờ anh em ta cứ trước mắt là anh em ta tập trung cái nhịp cầu này đi về gọi là cầu xíu để mà theo về lại được cầu 1-1 đây nha anh em. Đấy, nên là bây giờ mình sẽ tập trung cái nhịp cầu đi về gọi là cầu xíu một lần nữa. Ok, thì đã thành công theo về lại được cầu 1-1 rồi đây anh em ơi. Thì cái cầu 1-1 như anh em hiện tại anh em thấy là nó vẫn đang đi rất là ok đúng không? Thì anh em ta tới giai đoạn này anh em ta có thể tập trung cái nhịp cầu này đi về gọi là cầu xỉu để mà đẩy cái nhẹ tay này đi về gọi là cầu bệt lại đây. Và thời điểm này thì để mà nói mà đi về gọi là cầu bệt xỉu lại thì nó cũng sẽ là ok hơn rất là nhiều. Nên quyết định là bắt về lại cầu xỉu thôi. Ok nha anh em, giai đoạn này nó đã đi bệt về lại cầu xỉu rồi đây anh em à. Thì cái tới cái giai đoạn này anh em có thể thấy được nó đang đi về cái dạng cầu 1-2. Thì 1-1-2 thì anh em ta làm nốt cái tay này đi về gọi là cầu 1-1-3 để thử xem là có khả năng đi về lại cầu 1-1-3 hay là không nha. Tay này thì lại đi về gọi là cầu tài anh em ơi. Căng đấy. Ok, nói chung là tới giai đoạn này rồi thì ít nhiều thì anh em ta đã có được những cái ngưỡng ổn định rồi nha. Nên mình quyết định là mình kết thúc video ở đây. Đấy. Và hẹn gặp lại anh em vào video ngày mai. Anh em ta sẽ tiếp nối cùng nhau trải nghiệm với cái siêu phẩm Ewing này nha. Còn những anh em nào mà chưa vào được thì anh em phải nhanh tay nhấp vô phần mô tả, phần bình luận. Đấy. Ok, bây giờ thì bye bye anh em.